Sao? Chào ơi, làm sao? Chuyện gì? Tao muốn nói chuyện gì? Tao muốn nói chuyện gì với bố? Có thích hả? Tao muốn nói chuyện gì? Hả? Sao? Sao? Tao muốn nói chuyện gì nào? Nói chuyện gì bố nào? À, đấy nào, đợi. Sao? Ôm bố hả? Thế hả? Ăn gì bố lấy? Hả? Ha, có ăn gì ăn gì bố lấy? Bây giờ bố lấy đồ ăn cho con nhá. Đợi. Đợi. Lấy đồ ăn cho con nhá. Ra cho đo nhá. 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 Đo ăn cái này nhá. Em cái bánh này nhá. Ở đây xuống đây. Rồi, đây xuống đây bố. Để bố lấy ra, bố lấy ra bố. Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Đó. Bố giúp nha. Bố lấy này cho con ăn nhá. Đấy. Bố biết ổn không? Để bố làm cho. Bố làm cái này cho nhá. Đang ngồi xuống nào. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi đấy. Đây, à, ngon không? Nè, ăn đi. Rất là ngon các bạn, đây là bắp ấy. Rất là ngon luôn. Ăn hết, ăn hết mà. Ngồi đây. Đấy, nó không? Mình lấy cho hai bố con mình ăn. Được không? Đúng. Ngon hả? Của bà Miss Sandy gửi cho ra đồ ăn vặt đó. Ngon đó nhỉ. Bắp này rất là ngon các bạn. Ngon lắm đấy. Thôi ngon không? Quá. Anh tôm thì ăn nào nữa. Lấy tiếp này. Ngon nữa. Rồi, cắn con cá lên rán. Ngon lắm. Nhấp. Ngon hả? Ngon mà. Canh cái đấy, ăn cái bên đấy hả? Cái đấy à? Ngon mà. Ngon mà không? Ăn đi nhá. Sao vậy? Đang thích ăn nữa hả? Ăn này mà đang thích ăn hả? Nó kỳ dưới này đó. Đây, cho đang đây chơi nhé tụi bạn. Đang đây chơi này nhé. Buồn ngủ hay sao vậy? Làm sao? Ôm bố hả? Ăn bố thương. Rồi. Biết rồi bố thương rồi. Thương nhá. Hãy ngủ nhé. Được không? Hả? Làm sao? Ăn rồi muốn ngủ hả?